Ai mà nuôi chó đó, ai mà khoái nuôi chó đó, nhìn cho vui thôi, đừng nuôi. Bà mẹ cô Ri bất lực nhìn đứa con trẻ trâu do mình sinh ra quậy phá muốn bành nhà con sen. Thiệt chứ, tao mà biết trước mày quậy như thế này, chắc tao thà nín đẻ cho khỏe. Đó là biểu cảm bất lực của bà mẹ cô Ri, tên Si có bộ lông trắng vàng đen trong clip bên trên, khi đang đứng nhìn thằng con ngổ ngáo của mình nghịch cả ngày mà không biết mệt. Đến nỗi con sen nó đứng nó quay mà nó cũng thấy mệt giùm bà mẹ cô Ri luôn mà, chán không thèm kêu mẹ nó ra can nữa. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ vào lúc vắng khách là y như rằng cái thằng trẻ trâu đấy nó lại lên cơn quậy. Nó làm như là bình thường nó phải chịu áp lực khi sống trong cái nhà này lắm vậy. Nuôi chó không áp lực mà ngồi canh tụi nó sợ tụi nó phá hỏng đồ trong nhà mới áp lực. Nhìn mà xem, nhà con sen thì bán chậu cây, bát sứ mà tụi nó thì chạy như vận động viên điền kinh. Vừa chạy vừa nhìn đi chỗ khác thì ai mà không đau tim cho được. Cứ mỗi lần nó đâm đầu vô chậu hoặc kệ là hôm đó ít nhất 3 cái bình sứ bị bể. Rồi ai đền tiền cho nổi với tụi bay. Nuôi được bé cô Ri mẹ tên Si trầm tính, tưởng đâu đẻ con ra cũng giống mẹ. Ai dè giống thằng bố nhà hàng xóm ấy, quậy như điên vậy, sợ quá đi mất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.